Trời ơi, mọi người có cục thịt nè mọi người. Trời ơi, thịt của nó quá trời luôn. Mà cái vỏ thì nó mỏng lét à nha. Đúng là tôm hùm lột là ngon nhất nha mọi người. Cái vỏ nó như giấy vậy, mọi người xé tẹt tẹt cả luôn. Một cục thịt to đùng.